Thúy Nga Paris By Night còn được biết đến là Trung tâm Thúy Nga, là nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm băng đĩa nhạc lớn nhất của người Việt hải ngoại. Bà Thúy Nga hay còn gọi là cô Thúy Nga, từng là vợ của ông Tô Văn Lai. Trước đây hai người từng lập một hãng sản xuất băng đĩa ca nhạc ở Sài Gòn vào năm 1972. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, họ ở lại Sài Gòn đến năm 1976, họ sang Paris, Pháp sinh sống. Người đàn ông này đã gắn bó, chung tay tạo dựng cơ nghiệp với bà suốt mấy chục năm. Trong đó có thương hiệu Thúy Nga Paris By Night nổi tiếng trong làng giải trí. Thỉnh thoảng bà có về Việt Nam tham gia các hoạt động. Bà có mặt tại sinh nhật của Hoa hậu Thu Hoài vào tháng 11 năm 2014. Theo thông tin từ khán giả và một số ca sĩ hải ngoại, thì bà Thúy Nga sinh năm 1944, tức là năm nay bà đã 72 tuổi, U80, và lớn hơn Thanh Bạch 15 tuổi, Thanh Bạch 57 tuổi. Bà Thúy Nga thực tế là một thầy phù thủy nghệ thuật, có quyền lực, khóa phép. Một người vô danh trở thành nổi tiếng bằng một chương trình. Rất nhiều nghệ sĩ muốn được tham gia vào chương trình nghệ thuật của bà. Rất nhiều nghệ sĩ muốn được tham gia vào chương trình nghệ thuật của người đàn bà này, để tên tuổi được quảng bá nhanh chóng trong cộng đồng người Việt trên khắp thế giới bằng những băng đĩa được phát hành. Việc cưới Thanh Bạch thực chất là một hình thức cưới nghệ thuật. Và từ khi kết nối với nhau, họ đã tổ chức được 7 đám cưới như thế. Cứ sau mỗi lần đám cưới, cặp đôi này sẽ ngay lập tức dành toàn bộ tiền đám cưới của mình đến các tổ chức từ thiện, trại trẻ mồ côi, trại dưỡng lão để tặng lại số tiền mừng cưới này. Lần cưới thứ 8 của họ mới nhất là vào hôm 14 tháng 7 năm 2016 tại gia đình cô Thúy Nga ở Đồng Nai. MC Thanh Bạch đã cho phóng viên biết rõ sự thật và mục đích đám cưới của mình. Tôi làm đám cưới với chị Thúy Nga Paris chỉ là một mục đích duy nhất, là vì anh em nghệ sĩ nghèo, tất cả chỉ là giả vờ để mọi người quan tâm đến một chương trình quyên góp tiền bạc cho những anh em nghệ sĩ đang bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn. MC Thanh Bạch xúc động. Chương trình này thực chất bắt đầu là do nghệ sĩ Kim Cương đứng ra tổ chức. Mỗi hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ ít nhất 3 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác vào mỗi dịp lễ Tết, hoặc sẽ có ít hơn nếu là dịp thông thường. Giải thích về những bức ảnh khóa môi bà Thúy Nga Paris By Night, đệ nhất MC Việt Nam cười: tất cả những tấm ảnh tôi tay trong tay tình tứ khóa môi chị Thúy Nga Paris đều được chụp tại sinh nhật của nghệ sĩ Kim Cương. Tôi đến thăm chị Kim Cương, vô tình trúng ngay sinh nhật của chị. Tôi đã hát mừng sinh nhật. Chị Kim Cương nói, có cách nào vui và ủng hộ thêm tiền cho chương trình từ thiện không? Tôi đã nghĩ ra cách là giả vờ yêu chị Thúy Nga Paris và sắp làm đám cưới, kêu gọi mọi người quyên góp tiền. Thế là tôi và chị Thúy Nga Paris làm dáng tình tứ, chụp vài tấm ảnh. Tôi không ngờ những bức ảnh đó lan truyền trên mạng. Với ý tưởng đó, họ đã quyên góp rất nhiều tiền, giúp đỡ cho hàng ngàn những người hoàn cảnh khó khăn. Như vậy mọi thứ đã rõ ràng, MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga Paris vì muốn giúp anh chị em nghệ sĩ nghèo mà không ngại ngần hy sinh vì hình ảnh của mình. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm và càng yêu quý họ hơn, MC Thanh Bạch xúc động. Mấy ngày qua tôi và chị Thúy Nga Paris vận động được 850 euro đã chuyển cho chị Kim Cương. Mọi người chọc chúng tôi, đó là tiền mừng cưới. Ngày mai tiếp tục chuyển 200 bánh xà bông thơm. Nhiều anh chị em nghệ sĩ neo đơn đang khó khăn lắm. Tôi mong nhiều mạnh thường quân chung tay, góp sức cùng chúng tôi giúp đỡ anh chị em nghệ sĩ nghèo neo đơn có một cái Tết đầy đủ. Nghệ sĩ Kim Cương cũng xác nhận chuyện MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga Paris tung tin cưới nhau là giả, nhằm ủng hộ chương trình từ thiện là do bà tổ chức. Nghệ sĩ Kim Cương rất xúc động trước sự xả thân vì anh em nghệ sĩ nghèo của cặp đôi này. Đám cưới cặp đôi vẫn luôn xác nhận đấy là một đám cưới nghệ thuật. Từ tháng 2 năm 2015 đến nay, họ đã tổ chức 7 lần như thế, thêm lần này là lần thứ 8 và sẽ còn tiếp diễn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.